Chu kỳ khởi điểm lao đao, gà đi, chó sủa, heo cào, chuột ca. Con chuột mà biết ca ta. Năm nay năm con mèo, năm tới năm con cọp không? Tí sủ. Năm tới rồng hả? Gà đi, chó sủa, heo cào, chuột ca. Năm châu thế giới bôn ba, con buồn mẹ đổ lợi hoa bao lần. Ba ngồi chiếu cỏ kim vân, mười phương thị hiện hồng trần nhiễu như. Giang tay cứu vớt muôn phương, giang tay phù trợ quê hương đọa đài. Thiên tai nói tiếp dịch tai, quả trời thiên tai dịch tai. Nhân sinh thống khổ ai hoài hương tâm, từ bi cứu khổ khoan năm. Mẹ hiền vô nhiễm từ tâm dạy nàng, dạy cơn sóng dữ mênh mang. Cứu cơn dịch ác lan tràn đông tây. Cái dịch Vũ Hán là năm 2019 đúng không? Chữ Covid là chữ dịch Vũ Hán nè. Covid-19 là gì nè? China. Cái gì ta? Chữ China. Cái chữ Covid nó dịch ra là từ dịch Vũ Hán. Bữa hổng nhớ bây giờ tự nhiên đọc sức nó quên. Thì là cách cái bài thơ này là hàng 30-40 năm, làm sao mấy vị biết được. Cứu cơn dịch ác lan tràn đông tây, giữa thời nhiễu loạn hôm nay. Yêu ma được thế đổi thầy thay sư. Ghê không? Làm sao mà biết thời nay mà có mấy ông thầy quốc danh. Yêu ma được thế đổi thầy thay sư. Ghê vậy đó. Ai đó mình biết rồi đó. Những như thầy nào trên mạng nổi tiếng phải coi chừng nha. Yêu ma được thế đổi thầy thay sư. Còn mấy thầy mà tu thức thiệt á, họ hiện giờ đang ẩn, họ không có xuất hiện. Cho nên hơn 50% là những vị thầy chân chánh, vẫn tu đàng hoàng, vẫn ẩn, ăn rau, ăn nước tương vậy đó, không cần chùa lớn, nhưng mà người ta tu đàng hoàng. Còn mấy ông thầy lên trên mạng là mục đích là kiếm tiền không à. Yêu ma được thế đổi thầy thay sư, khuyên người hãy gác công tu, chí tâm trì nguyện Phật thì gia. Chí tâm trì nguyện Phật thì ơn gia. Trà hoa lấy nhớ lời ta, nhất tâm khấn nguyện rời xa khổ này. A Di Đà Phật rõ ràng, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Âm. Nhất tâm niệm Phật nhất tâm sám hối lỗi lầm vương mang. Nhất tâm giúp cảnh bằng hàng, nhất tâm gìn giữ vẹn toàn nghĩa nhân. Khỉ kia nay đã phân thân, nghĩa là khỉ kia nay đã phân thân, phân rồi tự hủy cuối phần mà thôi. Thời cơ khó đoán ai ơi, xảy ra mới biết cơ trời diễn linh. Tiền đình mai vẫn còn sinh, ngày xuân Di Lạc chúc mừng chào ha. Ôi đọc thớ cũng mệt ha. Tưởng đâu cho cái đầu bớt suy nghĩ mình đọc cũng khỏe không? Tại mấy gì viết mình chỉ đọc lại thôi. Cái này cũng như mình nhắc bài vậy mà. Ôm bài lại. Ba năm đáo hạn chu kỳ, nhìn xem phong vũ ngẫm suy chuyện đời. Câu này bão nổi nơi nơi, nguyệt hoàng nhật án thời cơ chuyển thành. Đông nam lục quốc bao quanh, khiến chú khắc khỉ gian manh khó nàng. Búa liềm sẽ bước sang trang, khiến chú khắc khỉ gian nan khó nàng. mình nghe ai cũng hiểu câu này phải không? Rồi búa liềm sẽ bước sang trang. Hiện giờ búa liềm còn treo đầy á, nhưng mà sẽ bước sang trang. Nghiệp nhân vay trả, năm tàn niên tai, cờ hoa thượng thế khứ lai. Bước trong quỷ đạo, hãm thai chú tròn, vũ lê ngồi đính bôn chôn. Thập cầu chủ quốc, trung môn họp bè, nát vờ cố giữ bờ tre. Che già ất quỷ, hữu gia chấp quyền, đông tây nắm lấy cơ duyên. Đưa chủ xả tội, quay miền âm cung. Pháp nạn rồi sẽ cáo chung. Hiện giờ đạo Phật đó là đang pháp nạn của gì, chứ không phải đạo Phật bị diệt. Cho nên mấy đứa con hội Thiên nó gán đọc Lăng Nghiêm. Tại xưa Phật bị thiên ma nó dọa đó. Ở thời mình nè, ở trong chùa chứ không còn đọc Lăng Nghiêm nữa. Bây giờ mấy con thấy là trong chùa nhiều thầy đâu có đọc Lăng Nghiêm nữa, thì mình phải gán đọc dùm cho mấy ông thầy, để cho đưa cái Phật đạo Phật thịnh trở lại. Đó là Thiên Tâm sau này sẽ đưa cái đạo Phật thịnh trở lại, cùng với những vị thầy tu chân chính. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Chứ người ta nói là khi nào mà hết Lăng Nghiêm thì là sẽ Phật Di Lặc ra đời, không có. Hiện giờ thật sự là hết rồi. Đã mang áo đệ tử của Phật, mang áo vàng cạo tóc mà không đọc Lăng Nghiêm có nghĩa là xong. Cái tâm không có muốn tu thì đúng là Phật Pháp gì Phật Pháp diệt tận mà. Họ Thiên Tâm là đưa cái đạo Phật thịnh trở lại. Cho nên gán đọc Lăng Nghiêm để mình tránh nó bùa ngải thư ém, thiên linh cái kho cái gì khôn thon gì đó, rồi lão ban tránh đủ hết, nhập đồng nhập bóng. Pháp nạn rồi sẽ cáo chung, hào quang lại sáng khắp cùng gần xa. Các con tín hữu trà hoa, tu thân độ chúng trừ ma cứu người. Xuân về hoa nở thêm tươi, nhớ câu tâm niệm người người an vui. Chớ nôn nóng chớ buông xuôi, chờ xem thế cuộc dần trôi thuận lòng. Ngày nay chịu chúc long đong, ngày mai thỏa chí tan bồng chim bay. Thời cơ nói tiếp đâu sai, biến thời ta sẽ định thời giáng lâm. Cho ở bài xong cái mấy gì bài trời liền phải không? Sau này sẽ giáng lâm. Tam thu niên đại hoàng niên, Á Âu thế giới đảo điên sóng ngầm. Á Âu thế giới đảo điên sóng gầm, nhất thu vào ất 4 năm, tam phân xứ xứ trục tam quy hàng. Cái nghĩa là trục kia trọi với đồng minh á, thì hiện giờ NATO là đồng minh. Nó kia đồng minh trên tin tức á, Mỹ, Anh, Pháp, rồi bên Á Châu thì có Đài Loan, Nhật, Nam, Hàn gọi là đồng minh. Còn trục thì chỉ có ai ta, Trung Cộng, nghe, Bắc Hàn, Việt Nam khỏi tính. Việt Nam chỉ là xuồng con cậu cuộn giấy thôi, không có cửa để tính chung. À, nghĩa là ai lâu lâu tiếp trợ tôi là tôi đồng minh mà nó kiểu đi sằng hai vậy đó. Mấy giờ không có tính Việt Nam. Việt Nam là được cái nước giống như ở trên nó phong xuống rồi, không có đại nạn như kiểu Ukraine. Nhưng mà mày cứ ngồi đó mày chờ, mày đừng có quậy nghe, mày đừng có đi nghịch thiên nha. Tao cho con nó lên nói rõ nữa, mày nghịch thiên mai mốt cả dòng họ mày với tài sản bị mất thì đừng có nói. Cộng lợi với tiêu sát tiêu hồn cái đội địa ngục đừng có nói là trời Phật hay Đức Thầy không có công bằng. Nhưng mà Việt Nam không có nằm ở trong cái cửa gọi là đại nạn, tại vì có Đức Thầy xuất hiện, có Kiệt xuất hiện, có một đám nêu về siêu nhảy dù theo nữa. Đó là vậy đó. Còn bây giờ câu này đang nói là tam phân nhất, tam phân xứ xứ, trục tam quy hàng. Bây giờ Trung Cộng nó chưa quy hàng, Nga vẫn chưa quy hàng đúng không? Thằng Nga thật sự á, mấy vị nói cách đây mấy tháng á, là nó trong lòng nó muốn quy hàng. Nhưng mà xấu một cái giống như đừng có bị mất mặt. Mỹ không có cho, chứ bây giờ Mỹ mà bật đèn xanh kêu nó quy hàng, cho nó một chút mặt mũi là nó chịu liền. Nhưng mà mấy vị không có, tao cho mày tàn luôn á. Thì bây giờ Mỹ nó chơi cái chiêu đó vậy đó. Tao không có cho mày gọi là nhổ cỏ là Mỹ nó nhổ tận gốc. Còn kia là nó muốn ok rồi, mày cứ cắt cỏ là mùa này đi, nhưng mà chữa thì rễ đâu lại. Là đồng minh không có để. Hiện giờ là thật sự là vậy. Bây giờ quý vị nhìn thấy nó đánh trận nào thua trận đó à. Cái nước cái chút bẻo đánh là thua. Và bây giờ chỉ cần anh Tập mới giờ lên chức ngày hôm qua đúng không? Là bây giờ lòng dân đang phấn chấn đúng không? Ảnh mà không đánh là làm sao lưng người ta xô ảnh luôn. Ảnh bây giờ anh giống như đang đứng ở trên cái đỉnh núi mà nghe cái clip vậy, nghe cái Việt Thẩm vậy. Mày mà không nhảy dù hả, tao đạp mày xuống đó. Thì anh Tập cũng đang ở cái thế vậy. Nên anh đây có nói là tam phân xứ xứ trục tam quy hàng. Thì khi mà cái trục á, quy hàng với đồng minh thì thế giới sẽ trở về thời vàng kim. Đức Thầy và Kiệt sẽ không có xuất hiện với một cái chế độ vô thần. Vì họ vô thần, họ không có nhìn ra được ai là Phật, ai là quỷ. Họ chỉ nhìn thấy cái đồng tiền đô la màu xanh thôi à. Mà cái đô la màu xanh đó là chỉ quỷ nó nhìn thấy rõ. Phật coi đô la đâu có gì đâu. Phật Thánh coi đô la là phù du. Cũng như việc này bỏ ra biết bao nhiêu tiền lo cho cộng đồng cũng là phù du, đâu bây giờ nghĩ tới gì. Tam phân xứ xứ trục tam quy hàng, cọp nhìn trồn cáo vênh vang, tớ thầy ba chú dọc ngang mấy thời. Biển Đông dậy sóng nơi nơi. Câu này hay nha. Biển Đông dậy sóng nơi nơi. Bây giờ chưa dậy sóng phải không? Chỉ cần hù nhau, lâu lâu lấy chiếc máy bay cái gì chơi gì ta, chơi 35 phải không? Bay đi qua máy bay giấy, bay qua Đài Loan, phạm vào lãnh thổ hù một chút. Lâu lâu cái anh Kim Nhân Hữu nó nghe lời Putin với anh Tập bắn mấy cái bò tiễn để cho sự chú ý phải không? Toàn là hù với dọ làm như là xôm tụ lắm, thật sự không có ảnh hưởng gì ai hết. Biển Đông dậy sóng nơi nơi, khởi cơn biến loạn, thời cơ tỏ tường. Sẽ có trận chiến Á Đông á. Khởi cơn biến loạn, thời cơ tỏ tường. Tai ương đến với tai ương, Phật ơn cứu độ mười phương khổ trần. Nhị thu vào ất 7 năm. Nhị thu vào ất 7 năm. Để tính lại ta. Bắt đầu năm 2017, ngày 16 tháng 3 năm 2017, thì Đạo Thiên Tâm ở trên trời ban xuống, Hội đồng chư Phật với Cha ban xuống thế gian mình. Hôm nay năm 2023 là mấy năm? 6 năm. Thì đây nói nè là nhị thu vào ất 7 năm. Sau khi cái Đạo Thiên Tâm ra đời, tức nghĩa là ở trên đã tính cho mình ok, biết là cái thế giới này đang trong 7 năm đảo điên, con người sẽ chết nhiều. Trong đó nó include Covid-19 phải không? Tức là 2 năm sau Covid. Rồi thiên tai, địa chấn, hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ động đất chết 5-70.000 người đúng không? Thì tổng cộng lại là trong vòng sau khi Đạo Thiên Tâm ra đời có mấy chục triệu, 20 mấy 30 triệu người trên thế giới chết một cách vô lý. Mình không phải nói vô lý là vì tận thế. Thì mấy vị mới đưa chiếc thuyền Bát Nhã là Đạo Thiên Tâm ra đời. Cho nên họ Thiên nó phải nắm lấy chiếc thuyền để leo lên. Tại vì biển nó dậy sóng, thuyền sẽ lật. Chỉ có thuyền Bát Nhã này cứu được mình, cứu được gia đình mình. Trong bao nhiêu nạn, bao nhiêu mỗi ngày u buồn, vì kinh tế, vì xăng nó lên, Biden nó điều hành quốc gia rất là lụng bại. Rồi quê nhà của mình, bà con anh em rất là khổ vì thiếu kinh tế, thiếu việc làm. Đồng ruộng thì lại không có nước để tưới lúa. Tại Trung Cộng nó chặn 14 cái đập cái chảnh rồi, phải không? Rồi nó thả một đống ốc bu vàng để khắp tất cả miền Nam hôm nay tàn phá mùa màng. rồi nó mua hết những chợ búa để nó bỏ chất độc vô. Cái trứng gà nó cũng làm trứng gà bằng hóa học á, ăn vô là chết. Cho nên học sinh đại học mà ở trong đó mà nghèo ở miền Trung miền Bắc đi vô học và ăn cơm phần ở ngoài á, nó bỏ chất hóa học nấu một cái nồi cơm đầy á, ăn vô mày học cái giỏi để cho mày học thành ra nhà genius luôn đó, doctor đó, nhưng mà mày cũng chết khoảng tuổi 40 mấy. Mày vừa đến tuổi học ra trường là cũng là ngày chết của mày, thì nó tính hết rồi. Tức là Trung Cộng tính nguyên một cái package rất là gọn để diệt chủng nước Việt. Rồi 7 năm rất là long đong khổ. Hôm nay nhà cửa Việt Nam á, thành phố Sài Gòn như thành phố buồn, nhớ không em ngày Chúa Nhật. Bữa nay thì mà ông nội kia nói Việt Nam buồn lắm, bài Tình Bơ Vơ á, cái đại ca của mình anh gì ta Tấn Ngọc, thì cái mẹ nó Việt Nam buồn lắm em ơi, đi hầm mấy ông đâu có chấp nhận là Việt Nam buồn đâu, mà thật sự đường Nguyễn Huệ thì dám queo à, buồn lắm, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mà ca chặt cái về đây anh bị chửi, cho nên thật sự cũng tội nghiệp ảnh. Về bển đâu có phải là tự muốn làm gì mình theo ý mình được đâu. Thôi giờ bộ ca dùm nè, Việt Nam buồn lắm anh ơi, nghe anh Tính Học. Huống hồ chi á, mình nói đi thiêu xác Bác Hồ để cho giải tỏa được cái sự hiềm thích giữa cái ý thức hệ, và đồng thời để đưa 6 triệu chim hiền về là cái này chắc mấy đại ca mình là mối hàng nha, mình không có cố ý gì đâu à, mình chỉ nói là thật việc thật, mình chỉ nói cái định hướng ở trên kia quá, phải lên đây nói cái hướng để cho người ta có cái nghĩa là bây giờ ai cũng là biến suy nghĩ hết à. Sáng sỉnh chiều say ba tử cà phê, đâu có ai ngồi suy nghĩ ngày mai chuyện đời của tôi sẽ xảy ra như thế nào. Ở đây có một thằng này nó nhận lệnh trên nói sẵn luôn à, nó sẽ như vậy, cờ vàng bạc gập đỏ, đưa 6 triệu người về, thiêu xác Bác Hồ, lập lại đời mới, đời nhà Trần, bầu cử tự do đại khái, rồi đem đô la về 6 triệu chim hiền mà mỗi người gửi về 500 đô, quá trời luôn, làm mấy trăm tỷ khủng khiếp, ngày mai là có liền đúng không? Ở Việt Nam 6 triệu chim hiền về Việt Nam, hàng không Việt Nam Airlines đó không? Bữa hổm đi ba bà đó là có Việt Nam Airlines để chửi, bị chửi cộng nghiệp Việt Nam Airlines đó, thì phải mua thêm chừng 50 chiếc máy bay 787 nữa à, hoặc là máy bay loại Airbus mà 380 á, 2 tầng lầu á, dồn lên hết à, vui à. Phi trường Long Thành phải gán xây xong cho lẹ à. Chứ làm sao chứa nổi 6 triệu người cùng về một lúc để dự hội Long Hoa. Sẽ có đâu quý vị, 6 triệu người về dự hội Long Hoa Việt Nam. Lúc đó trước tiên ở Việt Nam sẽ bán vé số rất là đắt, tại vì bán ngoài mua mấy tháng đầu phải tạm thời bán vé số, mấy đứa con nít ăn xin sẽ không còn nữa đúng không, tại vì có Việt kiều cứu rồi. Một người Việt kiều của mình có thể nuôi được cả 100 người trong một tuần lễ với số tiền mình mang về 50.000 đô. Cái gì cứ tính ra đi thì làm sao mà có đói khổ được.